phơi cam bơ này rửa thành chữ nhung nhô mà cái bị chua màu cam màu tô màu châu luôn không phải là ăn cái này này chắc chỉ thân ta quát chiếc khuôn ba mà đứng chọn một cô ba trái đi thực ra quát món bằng phơi cam bơ thì cứ bồn ôn mau rồi tất chất đầu trang tiện là hàng chiến phúc và cận một thân cái này này ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.